Hello bà con, hôm nay vô tình Thảo đi xếp quầy để mua thức ăn. Thế là ngay cái dịp mà người ta trưng bày rất là nhiều những cái loại bí để cho khách hàng mua để về diện cho cái lễ Halloween đó bà con. Thì năm nay Thảo bắt gặp được nhiều cái trái bí rất là lạ luôn, cho nên Thảo quay để bà con mình xem chơi nha. Nếu như bà con nào ở trong nước Mỹ mình thì cũng không có lạ lẫm gì với cái lễ Halloween, là một cái lễ hóa trang. Bất cứ ai cũng có thể hóa trang thành những cái hình thù rất là đáng sợ luôn. Trong đó thì cũng có người hóa trang thành công chúa cũng có, nhưng mà đa phần là họ làm nhìn rất là sợ. Thảo thì không có tham dự cái lễ này, cũng giống như không có diện cho nhà của mình cái lễ này. Nhưng mà mình thấy năm nay ở xếp quầy trưng bày rất là nhiều những trái bí lạ, mình cũng hiếu kỳ đứng lại xem và cũng có mua một trái để về khi nào mà nó hư á, mình lấy cái hạt nó để sang năm mình gieo xem nó có ra trái được không. Bởi vì những cái bí này mình đều ăn được đó bà con, tất cả luôn mình đều có thể ăn được cái ruột của nó bên trong ha. Thì Thảo có hỏi cái anh làm ở đây đó, anh nói như vậy. Thì người Mỹ người ta hay dùng những cái ruột bí này nè, người ta nấu súp hoặc là làm bánh, vân vân, người ta hoặc là làm mứt nữa, rất là hay. Đó. Như cái này thì nó có giá là 3 đồng mấy á, họ diện cái khăn vô để bán như vậy cho mấy đứa con nít nó chơi. Con gái Thảo nó cũng mua một cái đó cả nhà. Trên một trái bí mà nó có nhiều màu. Nhìn đẹp ha cả nhà ha. Lần đầu tiên Thảo thấy luôn á. Không biết là tại năm nay họ mới có hay là mấy năm trước Thảo không để ý, mình cũng không biết đó. Một trái bí mà nó có 2-3 màu. Ở dưới đít nó một màu, ở trên màu, nó hoàn toàn tự nhiên nha bà con, chứ không phải là người ta nhúng màu đâu. Cái màu thiệt của nó. Con gái mình cũng thích lắm, nó đòi mua tùm lum hết á, nhưng mà Thảo không có cho. À, tại vì nó cũng phí lắm, mua về rồi dục mà. Cho nên hả, cho chỉ mua một trái về, chỉ cắt ra, chỉ làm hai cái con mắt rồi làm cái miệng. Khoét á, làm như vậy giống như bắt chước mấy người lớn người ta làm như vậy, rồi người ta bỏ cái đèn cầy trong giữa đó, rồi để trước cửa. Mình cũng không có biết cái phong tục tập quán của người Mỹ như thế nào, mà cái lễ hội này cũng khá là lớn. Khi mà mình lái xe ngoài đường á, nhiều người người ta bỏ cái hình nộm giả trong cái cốp xe á, rồi mình đang lái cái tự nhiên cái cốp xe nó bật lên lòi nguyên cái đầu lâu, trời ơi nhìn muốn xỉu hết hồn. Mấy cái năm mà Thảo mới qua Mỹ á, Thảo nhìn mấy cái đó là Thảo giật mình luôn, từ từ giờ mình cũng quen á. Nhìn thì rất là dễ thương, mình cũng muốn mua. Nhưng mà thấy nó phí, tại vì không có sử dụng đến, mình không có trưng bày gì trong nhà cửa cho cái lễ này, mà ăn cái bí này mình cũng không có ăn nữa. Nhìn ngắm thôi chứ cũng không có mua. Mẹ mua một trái, con mua một trái thôi chứ không có mua nhiều. Cái đống này dễ thương lắm nè bà con, trái nó nhỏ nhỏ nhưng mà cái hình dáng dễ thương ha. Còn đây nè, đó, cái này là cái mà lạ nhất Thảo thấy nè. Cái trái bí nó to đùng mà nó màu hồng, còn cái trái này thì nó sần sùi da cóc, nhìn sợ ha. Trong cái thùng đó một đống da cóc ở trong, ở dưới chân của Thảo á, một lát nữa mình quay đó, có những cái trái bí cái da nó ửng hồng rất là đẹp luôn, và có trái thì cái vỏ nó màu xám nữa, rất là lạ. Đây là bí hồng nè bà con.
cái màu nó màu hồng nhạt, ở ngoài nhìn nó rất là đẹp và lạ ha. Pink pumpkin. Gái mình á, nó cũng lôi cái máy nó ra nó quay rồi nó chụp hình lung tung beng hết. Bà quay về á, bà đưa cho bạn bà coi, nhưng mà bà đâu ngờ là bạn bà ai cũng biết máy này tại vì mấy đứa nít ở bên Mỹ này thì nó cũng đâu có lạ lẫm gì với mấy cái này đâu bà con. Cái này mình quay người nhà mình ở bên Việt Nam chắc là thấy lạ lắm, bởi vì Việt Nam thì không có mấy cái bí này ha. Đây nè, cái trái bí màu xám mà hồi nãy Thảo nói nè, nhìn sợ chưa, đã màu xám là lạ ha, mà cái da của nó còn da cóc nữa chứ. Oh my god, Thảo nhìn Thảo sợ nha. Cái màu nó màu xám á, lúc đầu Thảo tưởng là người ta quét sơn, nhưng mà nhìn kỹ lại thì không phải, nó là original của nó luôn. Rất là lạ ha, mà lạ mà ăn được cũng hay ha bà con. Năm ngoái Thảo có đi mua cái farm luôn, cũng cách nhà mình khoảng 30 phút lái xe, người ta trồng những cái này nè. Mà mình đi chỉ để nhìn thôi chứ không có được hái. Cái này cũng miệt mài quay rồi chụp các kiểu luôn kìa. Nãy giờ thì Thảo cũng không để ý giá nữa, nhưng mà cái rổ này thì thấy có giá là 5 đồng 99 một trái. Và trên cái trái bí thì người ta có dán những cái hình như vậy lên ha, cũng rất là dễ thương nè. Đó. Ok, chắc là Thảo tạm dừng cái video ở đây nha cả nhà. Mến chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe nè. Bởi vì có sức khỏe là có tất cả ha cả nhà. Thảo thì chỉ cần sức khỏe thôi bà con ơi. Xin hẹn tất cả cô chú anh chị và các bạn ở video sau nha. Bye bye.